số 1 của chương trình môn toán lớp 5 cơ bản. Cô đã giới thiệu với các bạn phần khái niệm về phân số và những lưu ý của nó. Thì bài số 2 chúng ta sẽ đi đến những tính chất cơ bản của phân số. Với tính chất cơ bản của phân số thì chúng ta có tính chất đầu tiên. Tính chất này chúng ta cũng học từ những năm lớp 4 rồi các bạn nhé. Nên bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại tương đối nhanh. Tính chất đầu tiên đó là tính chất mà chúng ta sẽ cùng nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên. Các bạn sẽ nhìn và quan sát những ví dụ trên bảng của cô sau đây. Đấy, cô có hai chiếc bánh, vẫn là hai ở chiếc bánh gato được chưa? Chiếc bánh thứ nhất cô chia ra làm 4 phần và cô lấy đi một phần của chiếc bánh này. Các bạn nhận thấy này, nhớ lại về phần khái niệm phân số thì chúng ta có này, chiếc bánh được chia ra làm 4 phần nên mẫu số của nó là 4. Và các bạn lấy đi một phần thì chúng ta sẽ được phân số thứ nhất thể hiện cho cái hình vẽ này là phân số 1/4. Chiếc bánh thứ hai. Giống y chang với chiếc bánh thứ nhất, nhưng cô sẽ chia chiếc bánh thứ hai thành 8 phần bằng nhau. Khi chia chiếc bánh thứ hai thành 8 phần bằng nhau và cô lấy đi 2 phần trong 8 phần bằng nhau đó, cô sẽ được một mẫu số thể hiện cho hình vẽ thứ hai, đó là phân số 2/8. Các bạn quan sát giúp cô hai chiếc bánh ở trên bảng. Chiếc bánh thứ nhất lấy đi 1/4, chiếc bánh thứ hai lấy đi 2/8. Các con quan sát xem cái 1/4 miếng bánh bên này có phải bằng 2/8, chính là bằng hai cái miếng bánh bên này đúng không nào? Cô nói rằng phân số 1/4 bằng với phân số 2/8. Nếu so sánh với nhau thì các bạn sẽ nhận thấy rằng tử số của phân số 1/4 được gấp lên 2 lần. Mẫu số của phân số 1/4 được gấp lên 2 lần để ra mẫu số của phân số 2/8 đúng không nào? Vậy các bạn nhận thấy phân số 1/4 đã được gấp cả tử và mẫu số lên 2 lần để được phân số mới là phân số 2/8. Và giá trị của phân số 2/8 này thì bằng với phân số 1/4. Đấy, giá trị chính là cái số phần miếng bánh ở trên bảng các bạn quan sát được. Thấy bằng nhau chưa? Như vậy thì cô sẽ rút ra một cái nhận xét, đó là 1/4 thì bằng với phân số mà có tử gấp lên 2 lần, mẫu gấp lên 2 lần. Đấy, 1/4 bằng 1 × 2, phần 4 × 2. 1 x 2 thì bằng 2, 4 x 2 thì bằng 8. Chúng ta có phân số 1/4 bằng phân số 2/8. Tổng quát hơn, với mọi phân số A trên B bất kỳ, cô luôn có A trên B. Một cách khác giới thiệu đến cái phần tính chất khi nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với một số tự nhiên khác không, thì cô sẽ sử dụng định nghĩa của phân số để chúng ta xem phân số của chúng ta có thay đổi gì khi chúng ta thực hiện nhân cả tử và mẫu với cùng một số không các con nhé. Ví dụ của cô khi sử dụng định nghĩa, cô sẽ có 6/3. Theo định nghĩa, một số A chia cho một số B với AB là những số tự nhiên và số B là số khác không, thì cô có nó được viết dưới dạng là A/B, tức là 6/3 sẽ bằng 6/3. Và 6/3 thì kết quả chính là 2. Đúng rồi. Bây giờ cô sẽ thực hiện lấy 6 × 4. Sau đó cô lại chia cho số 3 × 4. Thì cô sẽ được toàn bộ cái ngoặc thứ nhất đóng vai trò là tử số nằm ở bên trên đây. 6 × 4 này, các bạn thấy không? 3 × 4 đóng vai trò là mẫu số, nó nằm ở bên dưới dấu gạch ngang. Đấy, vậy cô sẽ được 6 × 4 chia cho 3 × 4 bằng 6 × 4/3 × 4. Đúng rồi. Vậy bằng 24/12. 24/12 thì cũng bằng 2. Các bạn thấy không? Chúng ta cũng ghi nhớ cho cô rằng trong một phép chia, khi các bạn gấp số bị chia lên bao nhiêu lần, gấp số chia lên bấy nhiêu lần thì thương của chúng ta sẽ không thay đổi. Quy tắc này các bạn đã được học từ
từ năm lớp 4. Đó, vậy cô thấy rằng đây, hai phân số 24 phần 12 và phân số 6 phần 3 đều bằng 2, đều có giá trị bằng 2. Như vậy có phải phân số 24 phần 12 của cô bằng với phân số 6 phần 3 đúng không nào? Các bạn nghe cho rõ nhé, nghe thật kỹ nào. Đấy, phân số 24 phần 12 bằng phân số 6 phần 3. Thì cô kết luận là, à hóa ra 6 phần 3 thì bằng 6 nhân 4 phần 3 nhân 4. Bởi vì hai phân số 24 phần 12 và 6 phần 3 là bằng nhau. Tổng quát hơn với một phân số A trên B bất kỳ, chúng ta sẽ có A phần B bằng A nhân M phần B nhân M. Với A, B, M là những số tự nhiên, trong đó B và M phải là số tự nhiên khác không? Quy tắc này được phát biểu dưới dạng lời nói như sau. Đấy, cô sẽ đóng khung cái quy tắc bằng công thức tổng quát, sau đó cô phát biểu cho các bạn bằng lời nói các con nhé. Nào, khi nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên bất kỳ, chúng ta sẽ được phân số mới có giá trị bằng phân số ban đầu. Đấy, các bạn nhận thấy chưa? Khi nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số tự nhiên khác không, ta được phân số mới có giá trị bằng phân số ban đầu. Tính chất này ta sẽ sử dụng để làm gì? Chúng ta sẽ sử dụng để quy đồng các phân số về cùng mẫu số hoặc cùng tử số trong trường hợp cần thiết. Ở bài toán này cô sẽ ví dụ về ứng dụng quy đồng mẫu số hai phân số bằng cái áp dụng tính chất nhân cả tử và mẫu với cùng một số các con nhé. Bây giờ các bạn sẽ quy đồng cho cô phân số 3 phần 4 và phân số 7 phần 5. Nào, 3 phần 4 và 7 phần 5. Trước tiên chúng ta cần tìm mẫu số chung. Mẫu số chung là mẫu số mà chia hết cho cả 4, chia hết cho cả 5. Đúng không? Các bạn nhận thấy là số nào sẽ vừa chia hết cho 4, vừa chia hết cho 5? Đó là số 20. Lấy 4 nhân 5 bằng 20. Vậy chúng ta sẽ được mẫu số chung. Mẫu số chung là 20. Thì lúc này ta có, nào, để đưa mẫu số về mẫu số chung là 20, các bạn nhận thấy rằng cái mẫu số 4 này chúng ta cần nhân với 5, tức là 4 nhân 5 mới có thể bằng được 20. Thì do ở dưới mẫu đã nhân với 5 mà chúng ta cần một phân số có giá trị bằng phân số ban đầu, thì chúng ta nhân cái tử số cũng với 5. Đó, chúng ta sẽ được 3 nhân 5. 3 nhân 5 tính ra thì chúng ta được 15. 4 nhân 5 tính toán được 20. Cô có phân số 3 phần 4 bằng phân số 15 phần 20. Tiếp theo là phân số 7 phần 5. Ta sẽ đưa về mẫu số chung. Thì chúng mình có 7 phần 5 muốn đưa về mẫu số là 20. Chúng mình cần nhân 5 với 4. Nhưng để được phân số có giá trị bằng với phân số ban đầu là 7 phần 5 thì ta phải nhân cả tử số với 4 nữa. Đấy, vậy ta lấy 7 nhân 4. Nào, chúng mình cùng tính kết quả giúp cô. 7 nhân 4 thì bằng 28. 5 nhân 4 thì bằng 20. Phân số 7 phần 5 sau khi quy đồng, chúng ta được phân số 7 phần 5 bằng 28 phần 20. Đấy, bây giờ các bạn quan sát phân số 15 phần 20 và phân số 28 phần 20 đã có chung mẫu số. Đây chính là một trong những ứng dụng rất quan trọng của tính chất này. Nhân đây thì cô sẽ nhắc cho các bạn một số phương pháp để quy đồng mẫu số của hai phân số. Đối với những cái phần nhắc nhở này cô sẽ viết bằng phấn ở trên bảng, các con quan sát cùng nhau viết lưu ý ở trong vở các bạn nhé.
Để tìm mẫu số chung của hai phân số, chúng ta sẽ có phương pháp. Và phương pháp đó cô sẽ nhắc các bạn sau khi hướng dẫn, được chưa? Cái cách thứ nhất, khi quy đồng, chúng ta tìm mẫu số chung. Khi mẫu số chung là cái mẫu số lớn hơn các bạn quan sát ví dụ của cô này. Các bạn quy đồng giúp cô, quy đồng giúp cô cái phân số năm phần 12 và phân số 7/6. Trong hai phân số này các con sẽ quan sát giúp cô nhé. Phân số 5/12 và phân số 7/6, được chưa? Chúng ta quan sát này. Mẫu số lớn hơn là số 12. Đầu tiên ta nhận xét 12 có chia hết cho 6 hay không? Nào, 12 chia 6 bằng 2. 12 có chia hết cho 6 thì 12 sẽ là mẫu số chung của hai phân số này. Cô viết mẫu số chung là 12. Thì ta sẽ có 7/6 bằng. Nào, làm sao để đưa 6 về mẫu số là 12? Để đưa 6 mẫu số là 6 về mẫu số 12, các bạn cần lấy 6 nhân với 2. Khi lấy 6 nhân 2 thì trên tử số là 7 chúng ta cũng phải nhân với 2, là 7 nhân 2. 7 nhân 2 thì bằng 14. 6 nhân 2 thì bằng 12. Phân số 7/6 bằng phân số 14/12. Đúng rồi, ta giữ nguyên. Ta giữ nguyên. Giữ nguyên phân số 5/12. Ví dụ tiếp theo. Ví dụ tiếp theo các bạn nhìn. Đây, cô sẽ có ví dụ số 2. Ví dụ số 2 là trường hợp thứ 2. Đó là mẫu số chung là mẫu số lớn hơn được gấp lên một số lần bất kỳ. Quan sát vào ví dụ nhé. Các bạn sẽ quy đồng giúp cô. Quy đồng giúp cô hai phân số. Đó là phân số 7/9 và phân số 5/6. Ta nhận xét này. 9 là mẫu số lớn hơn. 9 có chia hết cho 6 không? 9 không chia hết cho 6. Vậy 9 không phải mẫu số chung. Bây giờ chúng ta sẽ lấy 9 gấp lên một số lần nào đó. Và việc đầu tiên ta sẽ gấp lên 2 lần. 9 x 2 bằng 18.
18 có chia hết cho 6 không các con nhỉ? À có, 18 chia hết cho 6. Thì lúc này mẫu số chung sẽ là số 18. Mẫu số chung là số 18. Thì ta có 7/9 bằng 9 nhân với 2 lên để được 18. Thì 7 chúng ta cũng cần nhân với 2 bằng 14/18. Và 5/6 thì bằng 5 nhân mấy? 6 nhân mấy? 6 nhân mấy để được 18 các con nhỉ? 6 nhân 3. Vậy 5 chúng ta cũng phải nhân với 3. Cô sẽ được 15/18. Nếu trong cả hai trường hợp đó là mẫu là số lớn hơn mà không chia hết cho mẫu nhỏ hơn, và mẫu gấp lên 2 lần, 3 lần cũng không chia hết, thì đó là trường hợp cuối cùng. Mẫu số là tích của hai số. Đấy, cô sẽ có trường hợp cuối cùng. Mẫu số chung là tích của hai mẫu số. Ví dụ, chúng ta sẽ đi quy đồng. Hai phân số 4/5 và 8/7. Nào bây giờ chúng ta nhận thấy này, số 7 là số lớn hơn, mẫu lớn hơn. Nhưng 7 x 2 bằng 14, 7 x 3 21, 7 x 4 bằng 28 đều không chia hết cho 5. Vậy mẫu số chung của chúng ta sẽ phải lấy luôn là 7 x 5. Cô được mẫu số chung sẽ là số 35. Thì lúc này ta có số 4/5 để đưa về mẫu chung là 35. Thì chúng ta cần lấy 5 nhân với 7. Như vậy thì 4 chúng ta cũng cần nhân với 7. 4 x 7 thì bằng 28 và 5 x 7 thì bằng 35. Được chưa? Tiếp theo là 8/7. Để đưa được về mẫu số chung là 35 thì số 7 chúng ta đang cần phải nhân với 5. 8 chúng ta cũng cần nhân tiếp với 5. Vậy bằng 40/35. Chúng ta sẽ chỉ có 3 trường hợp để tìm mẫu số chung như này thôi. Quy tắc tổng quát để quy đồng hai phân số như thế nào thì các bạn sẽ cùng lưu ý lên đây nhé. Như vậy phương pháp để quy đồng mẫu số của hai phân số thì các bạn nhìn này, bước số 1 chúng ta sẽ cần đi tìm mẫu số chung. Có 3 cách để tìm mẫu số chung cô vừa nói. Mẫu số chung có thể là mẫu số lớn nhất trong các mẫu số mà chúng ta cần đi quy đồng, đúng không? Cách thứ hai đó là mẫu số chung có thể là số lớn nhất được gấp lên một số lần. Cách số 3 đó là chúng ta sẽ lấy các mẫu nhân với nhau để được mẫu số chung. Sau khi tìm được mẫu số chung rồi thì các bạn sẽ nhân cả tử số và mẫu số của phân số cần quy đồng với cùng một số tự nhiên nào đó để được mẫu số là mẫu số chung. Làm sao để biết số tự nhiên đó là bao nhiêu? Các bạn sẽ lấy mẫu số chung, các bạn chia cho cái mẫu của phân số cần quy đồng. Đấy. Rồi, thế thì cái tính chất thứ hai trong phần các tính chất cơ bản của phân số đó là tính chất chia cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác không? Tương tự như phép nhân thôi. Thì cô sẽ lấy ví dụ. Ví dụ này. Số 20 chia cho 4 thì chúng ta sẽ viết được dưới dạng phân số là 20/4, đúng không nào? 20/4. Và 20/4 thì kết quả của nó chính là 5. Bởi vì 20 chia 4 bằng 5 mà.
Thế bây giờ cô sẽ lấy 20, cô chia cho 2. Và số 4 cô cũng chia cho 2. Thì cô sẽ được phân số có tử số là 20 chia 2, mẫu số là 4 chia 2. 20 chia 2 thì được 10, 4 chia 2 thì được 2. Đó, vậy cô có phân số này bằng phân số 10 chia cho 2. Và 10 chia 2 thì cũng bằng 5. Đó, đều bằng 5 thì phân số 20 phần 4 bằng phân số 10 phần 2. Và phân số 20 phần 4 này thì nó có một đặc điểm. Làm sao giống với cái phân số 10 phần 2 đây? Đó là nó đã được chia tử số cho 2, chia mẫu số cho 2. Đó, các con nhìn thấy không? Rồi, vậy chúng ta có một cái kết luận, đó là phân số 20 phần 4 bằng 20 chia cho 2 phần 4 chia 2 bằng với phân số 10 phần 2. Tổng quát hơn cho các số phân số A trên B, với AB là những số tự nhiên bất kỳ, B là số tự nhiên khác không, thì chúng ta có A phần B sẽ bằng tử số chia cho N, mẫu số cũng chia cho số tự nhiên N. Đó, cùng chia cả tử và mẫu cho N, ta được phân số mới. Phân số mới bằng phân số ban đầu. Hai phân số này bằng nhau. Đấy, phân số mới có giá trị bằng phân số ban đầu. Cô đóng khung công thức này lại. Các bạn cũng lưu ý đóng khung vào trong vở giúp cô. Quy tắc này được phát biểu dưới dạng lời văn, đó là khi các bạn chia cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác không, thì ta sẽ được phân số mới bằng phân số đã cho. Tính chất khi chia cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên, chúng ta sẽ thường được áp dụng để rút gọn phân số. Tính chất này ta sẽ áp dụng để rút gọn phân số. Nào, các bạn nhìn lên đây, cô sẽ cho các bạn một ví dụ. Các bạn sẽ rút gọn cho cô các phân số sau. Phân số 75 phần 25. Bây giờ chúng ta thực hiện rút gọn 75 phần 25 bằng cách là chúng ta sẽ đi chia cả tử số và mẫu số của cái phân số này cho một số tự nhiên nào đó, đúng không? Các bạn nhận thấy là muốn chia thì cả tử số và mẫu số phải cùng chia hết. Như vậy thì cô thấy dựa vào cái dấu hiệu nhận biết chia hết đấy, dấu hiệu nhận biết chia hết cho 2, 3, 5 gì đó, thì cô thấy là hai số này có tận cùng là 5. Vậy nó sẽ cùng chia cho 5. Thì cô chia cho 5 trước nhé. Phân số 75 phần 25, cô thực hiện chia tử số cho 5. Mẫu số cũng thực hiện chia cho 5. Thì cô sẽ được, ở trên này 7 chia 5 được 1, 5 chia 5 được, cô xin lỗi, 7 chia 5 được 1 dư 2, 25 chia 5 được 1, được 5. Chúng ta sẽ sử dụng tính chất chia cả tử và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên để rút gọn các phân số. Cô sẽ ví dụ cho các bạn một ví dụ minh họa về việc rút gọn phân số. Trên đây cô có phân số 75 phần 25. Làm sao để rút gọn phân số này? Đó là các bạn sẽ đi chia cả tử và mẫu với cùng một số nào đó. Thì dựa vào các dấu hiệu nhận biết tính chất chia hết, chúng ta sẽ tìm xem cả tử số và mẫu số cùng chia hết cho số nào. Ở đây cô thấy nhanh, đó là 75 và 25 cùng chia hết cho 5. 75 phần 25 cùng chia hết cho 5. Thì cô lấy 75 chia cho 5 phần 25 chia cho 5. 7 chia 5 được 1 dư 2. 25 chia 5 được 5. Bên dưới này 25 chia 5 được 5. Cái phân số 15 phần 5 tiếp tục rút gọn được bằng cách lấy 15 chia cho 5 và 5 chia 5. Nhưng ở đây cô sẽ biến nó thành phép chia. 15 chia cho 5 thì ta rút gọn nhanh và được 3. Đúng không? Phân số tiếp theo đó là phân số
32/22. Dựa vào dấu hiệu nhận biết của phép chia hết, ta thấy rằng cả tử số và mẫu số cùng chia hết cho 2. Vậy ta lấy 32/22 chia cả tử và mẫu cho 2. Nào, các bạn tính cho cô 32 chia 2. 3 chia 2 được 1. Dư 1, 16 chia 12 chia cho 2 được 6. 22 chia 2 thì cô được 11. Đến đây nhận thấy rằng 16/11 không cùng chia hết cho số nào nữa. Đấy, cả 16 và 11 cùng không cùng chia hết cho số nào nữa thì ta sẽ không thể rút gọn được nữa. Và những phân số mà không thể rút gọn được thêm nữa, ta gọi nó là những phân số tối giản. Vậy các bạn lưu ý giúp cô một điều. Một phân số tối giản. Một phân số tối giản là phân số mà không thể rút gọn được thêm nữa. Hay nói cách khác là tử số và mẫu số sẽ không cùng chia hết cho bất cứ một số tự nhiên nào nữa ngoài số 1. Thì khi đó phân số sẽ là phân số tối giản. Như vậy, khi các bạn làm bất cứ một bài toán nào, sau khi ra kết quả tính toán, các con cần rút gọn kết quả đó về phân số tối giản. Tính chất này thì chúng ta thường dùng để rút gọn phân số. Vậy phương pháp để rút gọn phân số là như nào các con nhỉ? Cái bước số 1, để rút gọn được phân số, các bạn bắt buộc phải tìm được xem tử số và mẫu số phân số của chúng ta sẽ cùng chia hết cho bao nhiêu. Đó, tìm xem số tự nhiên mà cả tử số và mẫu số cùng chia hết. Bước số 2 thì ta sẽ đi chia cả tử số và mẫu số cho số tự nhiên đó, được không? Ừ. Bây giờ các bạn sẽ vào phần bài tập minh họa. Trong bài tập minh họa này, cô sẽ hướng dẫn kỹ hơn để các bạn có thể rút gọn phân số nhé. 2/14. Tử số là 2, mẫu số là 14. Nhận xét thấy 2 và 14 cùng chia hết cho 2. Vậy khi rút gọn nó, ta sẽ lấy tử số chia cho 2 và mẫu số cũng chia cho 2. Hai chia hai thì được 1. 14 chia 2 thì được 7. Phân số 2/14 bằng phân số 1/7. 17/51. Ở đây chúng ta cùng nhận xét nhé. Số 17 ấy là một cái số mà hầu hết nó không chia hết cho số nào ngoài 1 và 17 cả. Vậy để rút gọn cái này, chúng ta sẽ phải thử xem cái số 51 này có cùng chia hết cho 17 không. Thế các bạn nhẩm nhanh giúp cô này. 17 x 2 không được, vậy ta lấy 17 nhân thử với 3. 17 x 3 chính là 51. Có nghĩa là 51 chia được hết cho 17, đúng không? Khi 51 chia được hết cho 17 thì cô sẽ thực hiện chia cả tử số và mẫu số của phân số này cho 17. 17 chia 17 thì được 1 và 51 chia 17 thì được 3. Phân số 17/51 có giá trị bằng 1/3 sau khi đã rút gọn. 1/3 được gọi là phân số tối giản. Phân số 40/64. Nào nhận thấy cái này thì 40 và 64 thì sẽ cùng chia cho 4 này. Vậy ta thử số lớn hơn 4 mà là số chẵn xem nó có cùng chia hết không nhá. Các bạn thử với số 8, 40 có chia hết cho 8 không? Có. 64 có chia hết cho 8 không? Có, đúng không nào? Vậy ta sẽ chia cả tử số và mẫu số của phân số này cho 8. Được 40 chia cho 8
Phần 64 chia cho 8. 40 chia 8 cô được 5. 64 chia 8 được 8. Phân số 40 phần 64 bằng phân số 5 phần 8. Tiếp theo, phân số 25 phần 35. Theo dấu hiệu chia hết thì 25 và 35 sẽ cùng chia hết cho 5. Thực hiện chia cả tử và mẫu cho 5. Để rút gọn. Hai mươi lăm chia năm được năm, ba mươi lăm chia năm được bảy. Phân số năm phần bảy có tử số và mẫu số không cùng chia hết cho số tự nhiên nào nữa, thì nó đã là một phân số tối giản rồi. Phân số 123 phần 63. Đây là hai số lẻ nên cả tử và mẫu sẽ không thể nào chia hết cho các số chẵn như là 2, 4, 6, 8. Vậy chúng ta sẽ thử với trường hợp chia cho 3. 1 cộng 2 cộng 3 bằng 6 là chia hết cho 3. 63 cũng chia hết cho 3. Cô thực hiện chia 3 nào. 123 chia cho 3 phần 63 chia cho 3. 12 chia 3 được 4. 3 chia 3 được 1. 41 này, 63 chia cho 3, 6 chia 3 được 2, 3 chia 3 được 1. 41 và 21, 21 thì có thể chia hết tiếp cho 3, 7 đúng không? Và 21, nhưng 41 thì không thể chia hết cho số nào nữa. Vậy thì ta vẫn nói rằng 41 phần 21 là một phân số tối giản. Tuy rằng mẫu số và tử số vẫn là số những số tương đối lớn đúng không nào? Bài số 2 chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện quy đồng phân số. Nào các bạn quan sát lên đây cho cô nhé. Với bài số 2 ấy, thì các phân số của cô cho vào trường hợp thứ nhất. Các bạn nhận xét ở câu A, mẫu số lớn hơn là số 40. Nhận xét 40 chia hết cho 5. Vậy mẫu số chung của hai phân số này sẽ là số 40. Mẫu số chung sẽ là số 40. Nào, vậy ta phải giữ nguyên số 2 phần 40 đúng không nào? Còn phân số 3 phần 5 sẽ nhân cả tử và mẫu với mấy nhỉ? Lấy 40 chia cho 5 được 8. Như vậy ta phải nhân cả tử số và mẫu số của 3 phần 5 với 8. Ta sẽ có 3 phần 5 thì bằng 3 nhân 8. Phần 5 nhân 8. 3 nhân 8 là 24. 5 nhân 8 bằng 40. Các con cần lưu ý là ta giữ nguyên. Giữ nguyên phân số 2 phần 40. Rồi ở câu B. Câu B, 1 phần 4 và 7 phần 12, mẫu số chung là 12, bởi vì nhận thấy số 12 chia hết cho số 4. Mẫu số chung là 12. Bây giờ số 1 phần 4 ta cần nhân cả tử và mẫu với mấy? Thì mình sẽ lấy 12 chia cho 4. 12 chia 4 được 3. 1 phần 4 sẽ nhân cả tử và mẫu với 3. Bằng 3 phần 12. Giữ nguyên phân số 7 phần 12. Trong câu C, câu C này, các bạn thấy số 18
lớn hơn số 6. Và 18 thì chia hết cho 6. 18 chia cho 6 bằng 3. Mẫu số chung của cô sẽ là 18. Mẫu số chung là 18 thì ta sẽ đi quy đồng phân số 5/6 bằng cách lấy cả tử số và mẫu số cùng nhân với 3. 5 x 3 bằng 15. 6 x 3 là 18. Ta giữ nguyên phân số 17/18. Cách thứ nhất để tìm mẫu số chung đó là lấy mẫu số lớn hơn, xét xem nó có chia hết cho mẫu số nhỏ hơn hay không. Nếu chia hết thì mẫu số lớn hơn đó chính là mẫu số chung. Em ơi, bài tập số 3 trong phần quy đồng mẫu số thì chúng ta sẽ áp dụng quy tắc tiếp theo, đó là gấp mẫu số lớn hơn lên một số lần. Ở câu A, 5/6 và 8/9, chúng ta cần đi tìm mẫu số chung. Nhận thấy mẫu số là số 9, lớn hơn 6 nhưng không chia hết cho 6, thì 9 không phải mẫu số chung. Cô lấy 9 nhân 2 bằng 18, thì số 18 chia hết cho 6. Như vậy, 9 x 2 bằng 18 chính là mẫu số chung. Ở câu A, cô sẽ có mẫu số chung chính là 18. Ta sẽ có 5/6 để đưa về mẫu số là 18, thì cần nhân cả tử và mẫu với 3. 6 x 3 và 5 cũng x 3 bằng 15 phần 18. Còn 8/9 thì ta sẽ thực hiện nhân 2. Được 8 x 2 phần 9 x 2 bằng 16 phần 18. Sau khi quy đồng 5/6 về 15/18 và 8/9 về 16/18 thì đây chính là hai phân số đã được quy đồng thành mẫu số chung. Câu B, 7/12 và 8/9. Các bạn nhận thấy số 12 lớn hơn số 9 nhưng 12 lại không chia hết cho 9. Như vậy, 12 chưa phải mẫu số chung. Muốn tìm mẫu số chung ở chỗ này, chúng ta sẽ lấy 12 nhân với 2. 12 nhân 2 là 24. 24 cũng chưa chia hết cho 9. Như vậy, 24 chưa phải mẫu số chung. Thế tiếp tục, ta sẽ lấy 12 nhân với 3. 12 mà nhân 3 thì bằng 36. Nhận thấy số 36 thì đã chia hết cho 9. Vậy thì mẫu số chung của hai phân số này chính là số 36. Cô sẽ được mẫu số chung là 36. Khi mẫu số chung là 36 thì các bạn sẽ có phân số 7/12 quy đồng lên 36, thì như ta vừa nói là 12 nhân với 3. Vậy 7 cũng phải nhân với 3 bằng 21/36. Phân số 8/9. Nào, 36 chia 9 được 4, đúng không? 36 chia 9 được 4. Thì muốn quy đồng phân số 8/9 về mẫu số chung là 36, các bạn sẽ phải nhân cả tử và mẫu số với 4. Cô sẽ được 8 x 4/9 x 4 bằng 32/36.
Câu C. 5 phần 24, 11 phần 12 và 3 phần 16. Bây giờ các bạn sẽ cùng nhận xét giúp cô. Số 24 là mẫu số lớn nhất. 24 thì chia hết cho 12. Nhưng 24 không chia hết cho 16. 24 không phải mẫu số chung. Bây giờ ta lấy 24 nhân 2. 24 nhân 2 bằng 48. 48 chia cho 12 thì được 4. 48 chia cho 16. À, được 3. Như vậy 48 chính là mẫu số chung của 3 phân số này. Ta sẽ ghi vào đây. Mẫu số chung là 48. Vậy thì ta sẽ có phân số 5 phần 24. Để đưa về mẫu là 48 thì nãy cô đã nhắc là lấy 24 nhân 2. Vậy 5 cũng phải nhân với 2. 5 nhân 2 bằng 10. 24 nhân 2 bằng 48. 48 chia cho 12 thì được 4. Để quy đồng phân số thứ hai là phân số 11 phần 12 thì chúng ta sẽ phải lấy cả tử số và mẫu số nhân với 4. Cô được 11 phần 12 sẽ bằng 11 nhân 4. Phần 12 nhân 4 bằng 44 phần 48. Phân số cuối cùng là phân số 3 phần 16. Lấy 48 chia cho 16 được 3. Để quy đồng 3 phần 16, ta nhân cả tử số và mẫu số với 3. Ta được phân số 9 phần 48. Nhiệm vụ quy đồng của cô đã hoàn xong. Bài số 4 sẽ thực hiện quy đồng mẫu số. Và mẫu số chung ở trong trường hợp bài 4 này sẽ là tích của hai mẫu số trong các phân số mà chúng ta cần quy đồng. Ở câu A, các bạn nhận thấy ngay nhé. 9 và 7 thì 9 nhân 1, 2, 3, 4, 5 và 6 đều ra các số không chia hết cho 7. Như vậy mẫu số chung ta phải lấy luôn là 9 nhân 7. Trong câu A, cô sẽ được mẫu số chung là 9 nhân 7 bằng 63. Khi mẫu số chung là 63 thì có phải phân số 5 phần 7? Ta sẽ thực hiện nhân tử số và mẫu số với 9. 5 nhân 9 phần 7 nhân 9 bằng 45 phần 63. Còn 4 phần 9 thì để đưa về mẫu số là 63, cô sẽ thực hiện nhân cả tử số và mẫu số với 7. Cô được phân số 28 phần 63. Đấy. Câu B. 4 phần 11 và 13 phần 6 cô cũng sẽ thực hiện nhân hai mẫu số với nhau. Cô được 11 nhân 6 chính là 66. Vậy mẫu số chung trong câu B là 66. Mẫu số chung là 66. Ta sẽ có 4 phần 11 thì bằng 4 nhân với 6 phần 11 nhân 6. 4 nhân 6 là 24. 11 nhân 6 là 66. 66 mà chia cho 6 thì bằng 11. Phân số 13 phần 6 cô phải thực hiện lấy 13 nhân với 11 phần 6 nhân với 11. Nào, 13 nhân với 11 theo quy tắc nhân nhẩm các bạn sẽ được nó là 143. Phần 6 nhân 11 là 66. Các con nhớ quy tắc nhân nhẩm số một số với 11 không nhỉ? Chúng ta học từ lớp 4 là
giữ nguyên hai số ở vị trí giữa này, ta lấy tổng của hai số cộng lại, được chưa nào? Câu C. Câu C 5/3, 11/2 và 9/7. Cô sẽ phải lấy 3 nhân 2 bằng 6, nhân thêm với 7 thì bằng 42. Vậy trong câu C này cô được mẫu số chung. Mẫu số chung chính là số 42. 42 chia cho 3 được 14. Thì ta có phân số thứ nhất. Khi quy đồng lên mẫu số 42, ta phải nhân cả tử số và mẫu số với 14. Thực hiện nhân cùng cô nào. 5 x 4 bằng 20, viết không nhớ. Nhớ 2. 5 x 1 là 5, nhớ 2 bằng 7. 3 x 14 chắc chắn phải ra 42 là mẫu số chung. Phân số 11/2. 42 chia cho 2 được 21. 11 thì ta sẽ phải nhân với 21. Và 2 cũng nhân với 21. Cô được 231/42. Đây, ta giữ nguyên số 2 và số 1 ở hai bên. Lấy 2 cộng 1 thì bằng 3. 9/7. Bốn hai chia 7 được 6. Nhân cả tử số và mẫu số của 9/7 với 6. Cô được 9 × 6/7 × 6. Và 9 × 6 thì bằng 54. 7 × 6 bằng 42. Các bạn nhận thấy qua bài tập số 2, 3 và 4 thì chúng ta có 3 phương pháp để tìm mẫu số chung. Vậy khi nào chúng ta sẽ sử dụng 3 phương pháp này thì các bạn cần luyện tập nhiều và rút ra một kỹ năng tính toán. Cô ví dụ để các bạn hiểu rằng khi nào chúng ta sẽ tìm mẫu số chung. Thứ nhất, trong trường hợp số 18, mẫu số là 18 và mẫu số là 9. Nhận thấy 18 chia hết cho 9 thì 18 là mẫu số chung. Trường hợp tiếp theo là số 9 và số 12 chẳng hạn. Tại sao ta lại lấy 12 nhân lên với 2 hoặc nhân lên với 3 để xét xem có chia hết cho 9 hay không? Thì các bạn nhận thấy ở đây nhé. Số 9 và số 12 cùng chia hết cho 3. Tức là chỉ cần lấy 12 nhân lên với 2, 3 hoặc 4 là sẽ chia hết cho 9. Còn trong trường hợp ở đây cô có số 11 và số 7 đi. Thì nhận thấy 11 và 7 có cùng chia hết cho số nào không? Không. 11 và 7 không cùng chia hết cho số nào. Nên mẫu số chung ta sẽ lấy tích của hai số này nhân với nhau. Đấy, các bạn thấy đặc điểm chưa nhỉ? Đặc điểm đó là nếu như lấy số lớn hơn gấp lên thì hai mẫu số này sẽ cùng chia hết cho một số nào đó. Còn nếu tích của hai số nhân với nhau thì hai số này sẽ không cùng chia hết cho bất cứ số nào cả. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ đi vào bài tập số 5. Bài tập số 5. Tìm các phân số bằng nhau trong các phân số dưới đây. Ở trong này cô cho các bạn 6 phân số: 2/5, 4/7, 12/30, 12/21, 20/35 và 40/100. Làm sao để chúng ta có thể tìm được các phân số bằng nhau? Thì cái phương pháp thứ nhất đó là các bạn sẽ đi quy đồng mẫu số để xem, đưa về các mẫu số xem chúng có bằng nhau hay không. Cách số 2 đơn giản hơn, đó là các bạn sẽ đi rút gọn những phân số có thể về phân số tối giản. Khi đó ta sẽ nhận thấy những phân số bằng nhau một cách thật là dễ dàng. Ở trong trường hợp này, các bạn thấy phân số 2/5 và phân số 4/7 đã là phân số tối giản rồi. Thì cô sẽ đi rút gọn các phân số còn lại. Bây giờ cô có nhé. Ta có
phân số 12 phần 30. Nào, 12 và 30 cùng chia hết cho bao nhiêu các con nhỉ? 12 và 30 cùng chia hết cho 6. Nếu 12 chia 6 thì sẽ được 2. Còn 30 chia 6 được 5. À, ok. Ở đây cô sẽ lấy 12. Cô chia cho 6. Và 30 cô cũng thực hiện chia cho 6. Vậy cô sẽ được 2 phần 5. 2 phần 5 là phân số đã tối giản đúng không? Tiếp theo này. 12 phần 21 chia cả tử và mẫu cho 3. 12 chia cho 3. Phần 21 chia 3 để rút gọn nó đi. Thì ta sẽ được 4 phần 7. 20 phần 35. 20 phần 35 thì cùng chia cho 5 đúng không nào? Là 20 chia 5 đi. Phần 35 chia cho 5 và cũng bằng 4 phần 7. Phân số 40 phần 100. 40 phần 100 thì các bạn sẽ thực hiện chia cả tử số và mẫu số cho 20. Cô được 40 chia 20. Phần 100 chia 20. 40 chia 20 thì cô được 2. 100 chia 20 cô được 5. Đấy, sau khi rút gọn về các phân số tối giản thì chúng ta sẽ có một cái kết luận. Các phân số bằng nhau. Phân số thứ nhất là phân số 2 phần 5 thì nó bằng với phân số 12 phần 30, bằng tiếp với phân số là 40 phần 100. 40 phần 100. Rồi, loại thứ hai, cô có phân số 4 phần 7. Thì đây, sau khi rút gọn các phân số này đều được kết quả là 4 phần 7. Có nghĩa là 4 phần 7 sẽ bằng 12 phần 21. Và 4 phần 7 cũng bằng 20 phần 35. Bài hôm nay sẽ được cô tóm tắt lại bằng phần tóm tắt sau đây. Thứ nhất, phân số A phần B chính là phép chia A cho B đúng không nào? Với B là số tự nhiên khác không? Như vậy thì A phần B sẽ bằng A nhân M phần B nhân M. Có nghĩa là khi nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên, ta được phân số mới có giá trị bằng phân số ban đầu. Thứ hai, khi chia cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác không, ta cũng được phân số mới bằng phân số ban đầu. Các ứng dụng của hai công thức này là quy đồng phân số, và thông thường tính chất này ta thường sử dụng để rút gọn phân số. Bài học hôm nay cô Mai Quỳnh đã ôn lại cho các con toàn bộ tính chất cơ bản về phân số. Các bạn nhớ làm phần bài tập tự luyện. Xin chào và hẹn gặp lại.